Ok. Nè chở đi tao đi làm cho sao cho mấy bạn ăn miếng. Ăn ăn tan xác chưa rồi. Chở đang, đi. Đang, đang có mặt ở bãi biển Hà Tiên. Rồi sao đưa coi chị làm sao nhờ anh chán ăn. Không ăn sao. Đây đây là mùi. Mùi tới mày hia. Mày hia hú quá. Củ hai ông tây. Ý. Ăn tan xác hết. Con tôi bởi, tôi như bà bởi. Ai à? Nè, nói đi ý nè. Nói cho chứ lẻn nghe chứ. Cho lẻn ở nhà cho lẻn buồn luôn. Chứ lẻn phải chứ. Lẻn ơi, ăn vui quá chứ lẻn đi. Mày gù đâu? Chứ lẻn ơi, mẹ gù đây nè. Wi-Fi không còn vô nữa đó. Có vô được tới đây đâu, ngồi ngoài ngoài. Bất ngờ. Gì hả? Đây chuột nướng luôn, kế bên là chuột nướng. Em nào thấy không? Thấy chưa? Thấy em không? Em phải quay trực tiếp hả? Rồi tao đó tao phải đưa lên. Đúng rồi. Nghĩ sao có wifi mà trực tiếp. Có wifi mà phát chưa? Phát đi, phát cũng được. Phát ra trực tiếp Facebook. Rồi mới đây đừng nghe bác ăn. Cũng còn tốc độ cao luôn nữa. Đây, đây chính là con ghẹ mini. Hãy subscribe cho